tụi con nói chung là các anh chú cô bác ở đây ai cũng muốn chuyển qua. Con của con giờ vô học online mà con muốn có tiền cho con đi học lắm. Tụi con khổ chứ lắm, nhưng mà giờ tụi con làm cho mưa rồi con chở. Con cũng làm dữ lắm mà con gán chịu được. Con đang nghĩ nó té luôn đi chứ giờ ai cũng chịu chân á. Giờ quay về tụi con không có tiền, không có phòng ở. Nói chung là giờ tụi con giờ không còn được á 20 ngàn trong mình nữa. Về miền Tây nè. Quá trời đông rồi nghe. Hôm nay ngày 30 tháng 9. Quá đông rồi. Dân anh em miền Tây mình không nha. Cà Mau. Về đi. Đậu đi, đậu đi. Quá trời đông rồi nghe anh em. Hôm nay ngày 30 tháng 9 nha. Anh em miền Tây, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng gì Cần Thơ có đủ ở đây hết á. Đây. Hôm nay chắc ăn gì được nghe anh em ơi. Đó vậy đó. Mới đông kiểu cái chi vậy đó rồi. Mừng quá anh em ơi. Đông như vậy nè. Đông thiệt, quá trời đông hả? Hiện tại đang ở trường trung học cơ sở Thịt Hoa. Ôi ơi, không nghe, không chốt được rồi nha. Về tới Long An nó bắt đầu nó mới là đúng rồi. Long An họ tống mình về nè mọi người ơi. Họ tống á. Quá trời luôn, nguyên một phái đoàn luôn nè. Ở mấy trăm người luôn. Dạ. Ai, không chốt được rồi nha. Sóc Trăng ơi, nay mai mình tới. Điện lại cho cha mẹ nói một tiếng đi.